Sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành các quy định liên quan đến kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và hơn 6.000 đảng viên. Trong năm 2024, Ủy ban kiểm tra các cấp sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, những vấn đề nổi cộm bức xúc trong dư luận, nhất là các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban kiểm tra các cấp. Đồng chí yêu cầu Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm bức xúc trong xã hội. Chúng ta phải đặt ra câu hỏi và phải trả lời. Đó là sau khi Đảng đã đẩy mạnh cái chủ trương xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì vẫn còn tổ chức đảng đảng viên vi phạm. Trong đó có cán bộ lãnh đạo, có cán bộ quản lý, có người đứng đầu. Do vô ý vi phạm hay là cán bộ chưa biết sợ để làm được nhiệm vụ mà được giao về kiểm tra có dấu hiệu vi phạm thì phải nói rất tốn rất nhiều công sức, thời gian này, có người này, và phải đòi hỏi phải thận trọng này, chặt chẽ, khách quan, công tâm, qua nhiều khâu, và sao cho đến lúc ban hành kết luận đó tôi hay nói là phải tâm phục khẩu phục, và quan trọng nhất là làm sao cho người cán bộ, người ta vi phạm, người ta bị xử lý kỷ luật, người ta nhận thức được sâu sắc cái vi phạm của mình, người ta chấp nhận cái yêu cầu của Đảng, thậm chí kỷ luật ở mức cao, người ta cũng nỗ lực để nếu còn khắc phục được thì cố gắng khắc phục, tiếp tục phấn đấu, trách nhiệm đảng viên. Có đồng chí là sau khi mình quyết định kỷ luật xong, thì có đồng chí nói, tôi báo cáo với Ban Bí thư, đến thời điểm này tôi cảm thấy tôi mới nhẹ nhõm. Từ lúc xảy ra việc này, tôi thấy tôi có trách nhiệm với Đảng. Tôi chờ đợi để Đảng xem xét trách nhiệm của tôi. Hôm nay Ban Bí thư kỷ luật xong, là tôi cảm thấy trong lòng tôi giải tỏa được gánh nặng. Tôi chấp hành kỷ luật của Đảng, tôi thấy tôi phải chịu trách nhiệm về việc này. Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng đội ngũ ngành kiểm tra giám sát của Đảng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, luôn vững vàng bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.